Chào mừng các bạn đến với tiểu điểm tướng THVL, sát thủ không dao. THVL được sinh ra tại Ionia, được sư phụ Kuzu giao cho trọng trách đưa tin đến người dân. Chuyển đến những thông tin cập nhật trong và ngoài Ionia, thi thoảng lại mang đến những mẩu chuyện thú vị làm cho người dân Ionia từ già đến trẻ hết sức yêu quý. Nhưng đến một ngày, THVL đưa đến một thông tin kinh khủng, hạ sát tất cả trẻ nhỏ đến thanh niên trong làng. Từ đó, THVL được thanh thiếu niên sống sót tại Ionia gọi với một cái tên miệt thị là sát thủ không dao. Nội tại truyền hình cáp, đoàn đánh thường lên tướng địch sẽ nảy sang các mục tiêu lân cận. Quỳ, thông tin hài hước thu hút tất cả tướng địch trong vùng ảnh hưởng, đồng thời đặt dấu ấn bất lợi lên đầu nạn nhân. Các kỹ năng khống chế có hiệu lực lâu hơn lên mục tiêu. V-kép quảng cáo, hồi lại máu cho đồng minh hoặc bản thân. E, thông tin thời sự, làm chậm và chôn chân mục tiêu, đồng thời gây sát thương theo thời gian lên nạn nhân. R, phát tác hại game, kích hoạt, tướng địch trên toàn bản đồ, bất ngờ nhận sát thương cực lớn. Cách chơi, để phát huy hết hiệu quả của THVL, chúng ta phải chú trọng đến nội tại truyền hình cáp. Sức lan truyền giữa các tướng địch lân cận rất lớn, giúp gia tăng tối ưu sát thương. Cách combo cực kỳ đơn giản, thu hút tướng địch bằng thông tin hài hước Q, đặt dấu ấn bất lợi, ngay sau đó sử dụng E, thông tin thời sự để giữ chân mục tiêu lâu hơn, cũng như gây sát thương theo thời gian lên tướng địch. Cuối cùng, dứt điểm nạn nhân bằng phát tác hại game R. Còn với kép quảng cáo, giúp các bạn trụ đường lâu hơn, hay là trong giao tranh cũng như là trao đổi chiêu thức. Video chỉ có mục đích giải trí không hơn, không nhằm mục đích đả kích. Có thể thấy thời gian gần đây, việc bỏ tiền ra để mua và trải nghiệm những tựa game bản quyền đang dần trở nên phổ biến hơn. Nhưng thực sự nó còn khá đắt đỏ so với đại bộ phận game thủ Việt Nam. Cái giá từ 200-300 ngàn cho đến cả triệu đồng dường như là quá sức so với nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, ngoài những video liên minh hàng ngày, video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một giải pháp giúp chơi game bản quyền ít tốn kém nhất, mang tên Revoji. Đây là một ứng dụng chơi game bản quyền vô cùng phải chăng, với giá chỉ 1.000 đồng trên một giờ, hỗ trợ hầu hết các tựa game bản quyền ăn khách nhất hiện nay. Không những thế, kho game Revoji liên tục cập nhật những tựa game mới phục vụ cho các game thủ. Các bạn có thể tải ứng dụng trên trang chủ revoji.vn hoặc link bên dưới mô tả để gia nhập đại gia đình Revoji. Ok, khi chúng ta tải về và giải nén sẽ có giao diện như thế này. Chúng ta có thể tải game. Còn một vấn đề đáng nói ở phần xếp hạng này. Ví dụ như bạn chơi PUBG, bạn sẽ được lưu chỉ số tại đây. Những ai chỉ số cao sẽ được đổi thưởng tại fanpage của ứng dụng. Còn đây là giao diện đăng nhập. Vì tôi chưa lập nick nên tôi chưa đăng nhập được. Chúng ta có thể lập nick rất nhanh chóng trên trang chủ của ứng dụng. Nhấp vào đăng ký tài khoản, một tab mới sẽ hiện ra. Các bạn điền đầy đủ các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ email, số điện thoại vào. Và nhấp vào đăng ký là xong. Ok, tôi đã lập nick xong và bây giờ tôi sẽ đăng nhập vào. Ôi vãi trưởng, tôi quên là mình chưa gia hạn. Chúng ta có thể lên trang chủ hoặc chọn ngay trong ứng dụng để gia hạn. Ok, tôi đã đăng nhập được vào. Chúng ta có thể thấy giao diện rất dễ nhìn. Có thể thấy ngay giờ chơi và một số chỉ số khác. Đây, cha nào mà lười quá thì mua thẻ về, nhập vào đây cho con. Có rất nhiều tựa game bản quyền cho anh em lựa chọn nha. Còn chần chờ gì nữa, tải ngay đi. Nếu bạn nào thích thì đừng quên like, subscribe để ủng hộ channel và nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.